Xin chào mọi người. Trong thời gian vừa rồi thì TCA đã nhận được rất nhiều câu hỏi xoay quanh đó là chúng ta sử dụng loa âm trần nào cho các không gian như là nhà hàng, quán cà phê, ở khách sạn hay thậm chí là ở nhà riêng nữa. Và để nói đến loa âm trần thì chúng ta có rất là nhiều thương hiệu có thể cân nhắc tới như là toa JBL hay là Bosch. Thì trong video lần này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thương hiệu đó là Interm. Interm là một thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc. Và đối với loa âm trần thì Interm có rất nhiều dòng sản phẩm để chúng ta có thể tham khảo lựa chọn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng review về series loa âm trần đến từ Interm nhé. Để nói về dòng loa âm trần của nhà Interm thì có rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Vì vậy mà mình đã chọn ra được 4 sản phẩm điển hình ở đây với các công suất lần lượt là 3W, 10W, 5 inch, 10W, 6,5 inch và 30W để chúng ta có những cái sự lựa chọn phù hợp với không gian và nhu cầu sử dụng của mình. Như các bạn có thể thấy thì trên tay mình đang cầm chính là sản phẩm loa âm trần với model đó là CF303FC với công suất chỉ 3W. Và các bạn có thể thấy thì cái sản phẩm có thiết kế hình tròn rất là tinh tế và màu trắng thì rất là trang nhã và giúp chúng ta có thể kết hợp được trong nhiều không gian cũng như là nội thất khác nhau. Về trọng lượng của sản phẩm này thì khá là nhẹ, chỉ khoảng 200g thôi. Vì vậy mà nó đảm bảo cho việc chúng ta có thể lắp đặt ở trần thạch cao hoặc là trần treo. Với công suất 3W, phiên bản chuyển đổi chất lượng cao, cho ra âm thanh rõ ràng, trung thực, phù hợp với nhiều không gian nhỏ nếu như chỉ sử dụng một loa. Về đặc điểm nổi bật của sản phẩm thì đây là một hệ thống loa một đường truyền, có khả năng làm việc trên các đường dây có điện áp 70 và 100V, phù hợp để phát các tin nhắn thoại hay là thông báo rõ ràng. Và một đặc điểm nổi bật của sản phẩm này nữa đó là chúng ta sẽ rất là dễ dàng lắp đặt ở trên bề mặt với hai kẹp kim loại như thế này. Các bạn có thể quan sát thấy. Ok, như vậy thì với những cái đặc điểm vừa rồi thì sản phẩm CF303FC này chúng ta có thể sử dụng ở những không gian nhỏ như là các quán bán lẻ, các shop thời trang hay là những cái nơi có không gian nhỏ, khiêm tốn một chút. Và nếu như mà các bạn lo ngại là cái thiết bị này không đủ thì các bạn có thể lắp đặt một lúc nhiều sản phẩm thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái đường truyền âm thanh tốt nhất, đủ với người nghe nhất. Sản phẩm tiếp theo của series này mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là sản phẩm CF510F với công suất là 10W và 5 inch. Và như các bạn có thể quan sát ở đây thì thiết kế cũng rất là nhỏ gọn, tinh tế và trang nhã với màu trắng chủ đạo. Và đặc biệt thì sản phẩm này còn có thêm lưới tản nhiệt giúp cho cái vực truyền âm thanh đạt cái hiệu quả tối đa nhất. Và mặt sau của sản phẩm thì được thiết kế với chất liệu là chống cháy, giúp tăng cái độ bền và cái sự an toàn dành cho sản phẩm. Đường kính 5 inch, kích thước khoét lỗ 150mm phổ biến, cùng kích thước thông thường của thiết bị chiếu sáng nên dễ dàng lắp đặt. Trọng lượng của sản phẩm chưa tới 700g với công suất 10W, thuận tiện cho việc lắp đặt. Chất lượng âm thanh thì đây là một loại loa toàn giải nên phát ra cả 3 âm, trầm, trung và cao, cho chất lượng âm thanh chuyển đi liền mạch, có độ mở trong không gian tốt. Và các đặc điểm nổi bật của sản phẩm là sử dụng biến áp chất lượng cao 100V, bộ lọc bụi bên trong lưới tản nhiệt, ngăn chặn bụi xâm nhập và duy trì lưới sạch, dễ dàng lắp đặt bằng loại kẹp mà không cần các công cụ bổ sung và hỗ trợ. Và sản phẩm được sản xuất tuân theo tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống cháy nổ. Và với công suất 10W thì loa này rất là phù hợp để lắp trong các không gian như là chung cư, ở nhà hàng, các siêu thị mini và một số các không gian công cộng khác. Và độ cao lý tưởng nhất để lắp đặt thiết bị này nó là 3-4m từ vị trí lắp đặt tới người nghe. Và sản phẩm loa toàn giải tiếp theo trong series hôm nay đó chính là sản phẩm CF610F với đường kính nhỉnh hơn một chút, đó là 6,5 inch. Đây là loại loa bass và treble giúp mà tái tạo âm thanh rất là tốt trong một môi trường với tần số cao. Như các bạn có thể quan sát thì cái thiết kế với đường hình tròn như thế này thì cũng rất là trang nhã và dễ dàng lắp đặt kết hợp trong rất là nhiều không gian và nội thất. Lớp phủ sơn chống ăn mòn cao cấp có thể dễ dàng lắp đặt và hoạt động trong môi trường ẩm ướt. Mà thêm một điểm cộng nữa đó là sản phẩm được làm bằng vật liệu chống cháy loại V0, phát huy tác dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Lưới tản nhiệt kim loại màu trắng giúp tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Và trọng lượng của sản phẩm thì khá là nhẹ nhàng, chỉ khoảng 850g. Chất lượng âm thanh thì rõ nét với khả năng tái tạo âm thanh tốt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cần thiết cho loa phát thanh khẩn cấp với giải tần rộng từ 400Hz đến 4000Hz. Và các đặc điểm nổi bật thì sản phẩm tương tự như chiếc loa âm trần CF510F và có thêm trình điều khiển cao cấp với công tắc xoay tiện lợi. Và sản phẩm CF610F này với công suất 10W
và đường kính lên đến 6,5 inch thì rất là phù hợp để sử dụng cho các không gian nơi công cộng và để phát nhạc nền trong các nơi như là phòng chờ, các hành lang hay là các nơi có không gian rộng lớn một chút. Và sản phẩm thì có khả năng là phát đi cái thông báo trong một thời gian dài và trong các tình huống khẩn cấp. Với thiết kế bằng vật liệu chống cháy thì sản phẩm còn có khả năng là ngăn chặn các đám cháy bùng phát do loa gây ra. Và sản phẩm cuối cùng trong series ngày hôm nay đó chính là CS630F Park với công suất lên tới 30W. Đây là một dòng loa cao cấp dùng để phát nhạc và chúng ta có thể kết nối và lắp đặt ở rất là nhiều các không gian khác nhau. Các bạn có thể thấy thì kể về ngoại hình của sản phẩm này thì cũng được thiết kế với một màu trắng ngà rất là tinh tế và trang nhã. Và cái trọng lượng của sản phẩm này thì khoảng 900g. Về chất lượng âm thanh mang lại thì rất là trung thực và rõ ràng và có chiều sâu do được kết nối coaxial. Về bề mặt của sản phẩm thì được phủ một lớp sơn xám nhạt rất là thanh lịch và sở hữu công tắc nhấn tiện lợi, dễ dàng sử dụng. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này là loa hai chiều với kết nối coaxial là nhanh gọn lẹ, chắc chắn, có bộ bass khá lớn với kích thước 6,5 inch. Sử dụng biến áp chất lượng cao 100V giúp loa hoạt động tốt, ổn định và bền bỉ hơn. Thiết bị đầu cuối trở kháng với băng thông rộng từ 400Hz đến 4000Hz nên dễ dàng phát các nhạc chất lượng cao, đảm bảo cài đặt, lắp ráp loa một cách an toàn. Với thiết kế đơn giản, tinh tế, với công suất lên tới 30W thì sản phẩm CS630F Park của Intem rất là phù hợp để lắp đặt trong các không gian như là các nhà hàng, các khách sạn cao cấp hay là các phòng họp, hội nghị mà cần đến chất lượng âm thanh tốt và các hiệu ứng cũng như là cách lắp đặt thông minh. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng khám phá về series loa âm trần đến từ nhà Intem. Và chúng ta có thể đánh giá rằng thì đây là dòng sản phẩm với thiết kế rất là tỉ mỉ và tinh tế và cái trải nghiệm âm thanh mang lại cho người dùng thì thực sự rất là tốt. Và sản phẩm này thì chúng ta có thể kết nối được rất nhiều các loại ampli khác nhau. Và với việc đa dạng về công suất thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có thể đa dạng được với nhu cầu sử dụng. Và các bạn có thể sử dụng các sản phẩm này cho rất là nhiều không gian khác nhau, từ những không gian nhỏ như là thậm chí là từ trần thạch cao cho đến các không gian nhà ở, đến các văn phòng hay là các không gian công cộng rộng lớn. Vừa rồi là những thông tin mà mình chia sẻ tới các bạn về các dòng loa của nhà Intem, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Hy vọng là đây sẽ là một trong những lựa chọn các bạn sẽ mang về không gian của mình. Nếu như các bạn còn có thắc mắc gì về thông số kỹ thuật của sản phẩm, hãy liên hệ tới số hotline 0904 57 58 56. Và để đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.